Để cô nói cho mấy đứa nghe nè, sống ở trên đời á là phải biết trước biết sau, biết trên biết dưới. Ủa, Giống như cô cái đang làm đường gì mà vậy phải đi cô? nước vậy đó. Mấy đứa đợi cô xíu nha, cô có khách. Mua gì vậy con? Cô bán cho con bịch Xinex đi cô. Mà cô làm gì mà cô ngồi nhìn điện thoại với chị một mình hoài vậy cô? À, cô đang livestream nói đạo lý, dạy cho mấy đứa cách làm giàu mà. Wow, con cũng muốn học làm giàu nữa. Cô cho con tham gia với nha. Ok con, vậy bây giờ con về mở điện thoại lên đi, rồi cô cho con vào nhóm. Dạ, để dì con mở điện thoại rồi cô cho con vào nhóm nha. Ok con, cô tin rằng á sau này con sẽ trở thành một vị doanh nhân vĩ đại giống hệt như cô vậy đó. Cố lên nha con, cô tin tưởng ở con đó. Dạ, vậy thôi con về nha cô. Con nôn xem livestream của cô quá trời rồi. Alo. Chừng nào bà trả nợ cho tôi. Dạ. Cái gì anh thủng thẳng cuối tháng em kiếm tiền em trả cho nha. Chứ bây giờ em đang kẹt á anh. Dạ Lẹ dạ dạ em cảm ơn anh nha. Dạ. lên đó.